Một tối nha, là một lần ba chị em luôn. Là âm sầm chứ hả con? Ở đứt bên đây la không nữa, ra kêu hai đứa em tôi chạy qua bến kiếp. Chết rụng cha. Ở bên đây là hay luôn hả? Không biết nữa, bởi vì em đi về, tôi không biết nữa, bởi vì hai người nói lại cái đâm cũng không phải là dễ, đây là quảng là lại cho nãy luôn, bốn người là tại một đứa nó là không biết vì sao cũng chạy cứu hay gì đó là mấy đứa lên nó lên được, còn mấy chạy lên trên kia, chạy lên kêu mẹ nó đó, rồi chạy xuống đây là mẹ nó vớt hai đứa được đó, còn một đứa là vớt không được. Mấy là tóc quả đi cứu hai đứa kia nhưng mà cứu con được luôn. Cái này nước cạn này hả? Cái này nước cạn này, nhiều lắm. Ngồi từ hồi mấy giờ tới giờ chú? Chứ coi hả, từ 4 giờ tới giờ, 4 giờ 5 giờ. 4 giờ tới giờ ha. Bây giờ thì người ta cũng đang tìm kiếm này ha mọi người. Không, nó cũng nhẹ nhẹ vậy ha. Hồi nãy là nước nhiều, nước tới tới mặt mấy cầu hàng bự đó, nước có nhiều tới cả đó đó. Nhìn ở đây nhìn qua tới bển đó, đó mặt cái đèn đèn đó, đèn với trắng đó, là nước cái đó, nước lớn đó. Bây giờ là nước rộng lại tới đó. Thì có người người ta lội xuống xuống kìa. Có dân hồi cấp đầu thì có dân xuống cứu nhưng mà lăn mệt quá rồi thôi dân lên lại giờ tới cứu hộ cứu. Dạ. Yeah. Cứu hộ. Cũng đây, cao, nãy giờ cao chắc cũng 8 mét đó. Đây giờ nước đang rồng xuống. Đang rồng. Tuốt dưới kia luôn, dưới tới dưới kia luôn. Tắm mà tắm ở dưới đây mà trôi dưới tới dưới kia, dưới dưới này nè. Cho mà không có nổi nhưng mà như mẹ thì chạy xuống kịp đó, là thấy hai đứa nó cũng như còn cậu quơ quơ đó, nhưng mà sao cứu không được, nắm hai đứa kéo lên nhưng mà cứu không được. Nãy giờ hết rồi, hết kẹt luôn. Có nhưng mà lên tới bệnh viện người ta chạy luôn rồi, chạy về nhà luôn rồi. Sông này cũng không có sâu hung ha. Đâu có sâu gì đâu. Sợ nước chảy nó trôi á. Giờ không biết chìm ở đâu á. Có cứu hộ cứu rồi nhưng mà lại lội ra từ đây ra ngoài cũng gần 500 m 700 m vô ngoài mà chưa thấy nữa. Nãy có đem bình hơi rồi mới đem bình hơi rồi vô dữ lắm mà. Thì ba người lặn, ba người. Đi vòng vòng. Không, đó là nó cứu thằng em trai 3 tuổi trước mà em trai tự lại mà biết chạy tới chảnh kêu mẹ nó xuống á. Mà con vợ cũng ngu nó sao tự chảnh nó lại nó giết tiếp con nó đã chảnh mối nó đâm mà không kêu chảnh. Ừ, con chảnh mà nó không ra tông nó phải không nó quả nó xui khiến gì rồi. Xui khiến cái gì đâu. Không nghe nó nghe ai nói rồi là gì hai nhỏ em ôm hai cái tay nhỏ lớn. Ừ. Ôm quá rồi không có lậu được. Ôm vô rồi. Mà nó nổi phải mà theo nó nổi lớn, thì nó cứu nổi được đó, nó, con mẹ nó mới kéo không mới thì cứu được à. Ừ. Nổi mấy đứa mà chết chìm nổi lên là cứu dễ, mấy đứa nổi mới mới thì cứu được chứ không chứ đâu có ai đâu mà không lâu không có nói ai em tôi nói nó nổi nó lâu lên không mà nó như chân nó ế không có bóp xếp
với mỗi bữa bút xếp á, dài 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 đi dâm dỗng cũng xui ha, xui vui dữ rồi nè. Ăn út gần ba đó mới kể nè, mẹ sẽ rồi dẫn mấy đứa em mới xuống tắm, cái cha mới nói là hồi tối hứng thực là một hai đu nước mưa kìa, kêu có tắm rồi cái nói hồi hai đu nước mưa để cho tắm hai đứa nhỏ thì ba chị em mới kéo xuống đây tắm đó. Không có tiền tắt tiền nước rồi bị cắt nước mấy bữa nay rồi. Nói là không có tiền đóng tiền nước. Bị cắt rồi, bị cắt nước nha. Bị cắt cả 10 ngày nay rồi. Nhà đó là nhà thuê ha. Mướn nước. Là hàng ngày là nhà cái nhà đó làm gì sống. Bán cà phê. Đó nó mướn nó bán cà phê đó. Bán cà phê mướn mấy con nó mới gặp bả ngoài đầu đường bả kể là con quá mới xin bả 200 ngàn gạo đó. Mới xin bả bới đây qua hồi lúc 3 giờ mấy luôn. Út nó mạnh như vậy. Gạo nó mạnh như vậy, vậy chồng nó giàu không. Trời ơi, đang mổ mà nó chị không cho vô. Hết mà ngang nói rồi. Thì bây giờ hiện bây giờ thì người ta đang cơ quan chức năng người ta đang mổ đấy ha mọi người. Nhưng mà vẫn chưa có tìm kiếm được nữa. Dân bu rất là đông luôn, bệnh đây bệnh kia ha mọi người. Đó thì từ giờ mò dài dài ở đây nè, nhưng mà chưa có thấy kết quả gì trơn ha mọi người. Cũng nhỏ nhỏ không mà chưa bự ha. Con đứa 14 tuổi là bự nhất rồi đó. Đứa 14 tuổi ha. Hai đó. Nó cứu được đứa em nó xong rồi là nó chết luôn đó. Thằng nhỏ bự chết luôn hả chị? Nó bự chết luôn đó. Chắc nó đùng quá chịu không nổi thì không có rồi, nó níu quá trời níu sao nổi. Nó đeo sao chịu nổi. Đúng rồi đó. Một mình mà có người đeo cũng chịu không nổi chứ đừng nói chị nó mới 14 tuổi chứ gì. Sao bắt hiện ở đây chạy vòng bánh cuốn ở đây không nhào xuống đây. Đi nè, ông vô ổng ở đây ông nhào xuống đó. Ông nhào xuống không kịp. Mẹ nó xuống còn không kịp, mẹ nó xuống với quá sao. Con nhỏ nhỏ thứ hai mà nó với cái tay lên mẹ nó xuống cứu liền mà không kịp đó, tại mẹ nó nhỏ con hơn nó, lo nó không nổi. Cái hồi nó la lên là xong rồi.